Chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu lại bài học mới. Thì trong một tuần vừa rồi chúng ta có xem lại bài học cũ không các em? Thì đó là một bài thực hành rất là cần thiết ha, khi chúng ta thực hành trong cái mối nối sau này, mạch điện sau này. Thì đó là mối nối thẳng nè, mối nối rẽ nè, mối nối dùng phụ kiện nè. Đó. Và quy trình nắm được khi thực hiện nối dây đó là có những bước nào. Và thầy trò chúng ta là sẽ lần lượt xem qua. Thứ nhất đó là yêu cầu nối dẫn điện. Có bốn yêu cầu, đó là dẫn điện tốt, độ bền cập cao, an toàn điện và đảm bảo về mặt mỹ thuật. Thì trong bốn cái yêu cầu này đó thì bữa thầy cũng đã nói rồi, nhắc lại ha, đó là ba yêu cầu tiên: dẫn điện tốt, độ bền cập cao, an toàn điện là phải bắt buộc phải có. Còn đảm bảo về mặt mỹ thuật, có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Đó, nhưng mà phải đảm bảo ba yếu tố trên là phải có. Đó là mới nói dây dẫn điện có những yêu cầu để chúng ta thực hiện đúng yêu cầu đó. Cái vấn đề thứ hai là trình bày cho các em, đó là quy trình chung nối dây dẫn điện thì có 6 bước: bóc một cách điện, làm sạch lõi, nối dây, kiểm tra mối nối, hàng mối nối và cách điện mối nối. Thì quy trình này gồm 6 bước thì chúng ta không thể nào mà xáo trộn được hết nha các em. Chúng ta chỉ có thể là bỏ được những bước này, thấy cái làm thấy không cần thiết thì mình thể bỏ được. Thì trong 6 bước này thì có 2 bước là mình thể bỏ được, đó là làm sạch lõi và hàng mối nối. Nếu chúng ta dây mới nè, thể bỏ qua làm sạch lõi. Và nếu chúng ta nối, sau khi nối xong mà nối thẳng nối rẽ gì đó, nối thẳng chắc chắn rồi ha, thì không cần phải hàng nữa. Nên nghe. Thì hai bước đó mình phải bỏ qua, còn những bốn bước còn lại là mình phải làm đảm bảo đúng. Còn nếu chúng ta làm luôn 6 bước thì ok, là rất là tốt nha các em. Đảm bảo chắc chắn luôn. Đó là phần kiến thức bài học cũ. Thầy ôn chúng ta để nhớ lại ha. Rồi, giờ thầy trò chúng ta sẽ bước qua cái bài học mới. Đó là bài 11, lắp đặt dây dẫn của màn điện trong nhà. Các em, các nhiên tại sao bây giờ mình qua bài 11 nhé các em? Thì do việc sắp xếp của chương trình thôi. Theo tự thôi, nó không có vấn đề gì cả. Mấy bài 6, 7, 8, 9 thì chúng ta để dành qua kỳ 2 tới thì mình có thực hành nhiều hơn nha các em. Còn mình học đến bài 5 rồi chúng ta chuyển qua bài 11, sau đó bài 12 là coi như là tạm ổn cái phần chương trình của học kỳ 1 của mình nha các em. Thì cái mục tiêu của bài này đặt ra cho chúng ta như thế này đây. Có 3 mục tiêu đó. Thứ nhất, biết được phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của màn điện trong nhà. Thì nhà chúng ta hay là nhà cơ quan, xí nghiệp hay là nhà máy gì cũng có lắp đặt màn điện đó. Mình phải lắp đặt như thế nào? Cách thực hiện như sao? Thì đó là cũng phải lắp đặt. Thứ hai là hiểu được chức năng của một số phụ kiện lắp đặt trong quá trình lắp đặt màn điện. Thì trong quá trình lắp đặt sẽ có sử dụng một số phụ kiện để kèm theo trong để hình thành lên cái mạch điện chúng ta. Thì có một số phụ kiện đó, vật tư đó mình cần thiết mình sử dụng như thế nào. Thì thứ ba là nắm được các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt màn điện trong nhà. Thì chút xíu nữa đây thầy trò chúng ta sẽ lần lượt khảo sát qua có cách lắp đặt nào. Thì chúng ta là phải nắm được kỹ thuật đó, cách lắp đặt này thì nắm được kỹ thuật nào, cách lắp đặt kia thì nắm được kỹ thuật nào, thì chúng ta cần phải nắm được rõ. Đó là có ba cái mục tiêu đặt ra chúng ta. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ quan sát một số hình vẽ
cho chúng ta xem thế này ha, để chúng ta có nhận xét gì nè. Đó, thứ nhất em thấy là dây lắp đặt chằng chịt cái màn nhện. Cái thứ hai em thấy là cái ngôi nhà trong phòng này người ta lắp đặt gọn gàng ha, thiết bị đâu đó rõ ràng hơn, gọn gàng đẹp hơn. Cái thứ ba em thấy là cái hình này sao, quá đẹp đúng không, cái phòng rất là lịch sự, không có dây dằng chằng chịt gì hết. Cái này cũng vậy, mấy là không thấy dây điện đâu hết, chỉ cái thiết bị điện mà là điều khiển thôi. Thứ tư em thấy là đó, cái đây là cái con dao automatic tổng đó, là để điều khiển cái đường dây điện. Em thấy thì em thấy là có bao nhiêu thì lắp đặt anh dây dẫn điện trong nhà, qua mấy hình ảnh xem cho chúng ta có mấy kiểu lắp đặt em biết không, các em ta chú ý không? À có hai kiểu nha các em, đó là kiểu gì, kiểu nổi và kiểu ngầm. Kiểu nổi là sao các em biết không, kiểu nổi là mấy nó đang cái đường đường dây điện nó lộ thiên ra ngoài đây cho mình thấy được đây đó, đây thiết bị điều khiển đây rồi ngoài. Còn kiểu ngầm trong nhà em thấy là mình chỉ thấy các thiết bị điện thôi nè đó, còn dây điện mình không thấy được đâu hết, không thấy đây không phải là không có nha các em, nhưng mà người ta đặt ngầm ở đâu, nằm ở trong tường, nằm trên trần nhà hay nằm cái thiết bị nào đó trên đường dây trên nào đó. Tuy nhiên là khi lắp đặt người ta có thiết kế, có cái sơ đồ mạch điện đàng hoàng nha các em. Đó thì cái hai cái kiểu lắp đặt đây thì chúng ta lần lượt sẽ khảo sát qua từng kiểu lắp đặt một, kiểu lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt kiểu ngầm như thế nào. Ta qua phần thứ nhất đó là phần lắp lắp đặt kiểu nổi. Rồi thầy lưu ý ha, đây là cái dấu hiệu của tay, chúng ta chuẩn bị cái phần này chúng ta ghi bài ha. Kiểu nổi làm sao em thấy không, đó là em thấy là trong con phòng con nhà mình thấy là hệ thống đường dây điện này thấy thấy được hết, và em thấy nó dọc theo chúng mình vài giống tận chân đó là cái người ta gọi là trong xây dựng đó là cái cột nhà hay à, đó, cột đổ bê tông á. Đó thì cái dây điện dọc theo đó song song với nó, dọc theo đó. Như vậy dây điện là cái khái niệm coi, mà điện chúng ta kiểu nổi là màn điện như thế nào. Chúng ta ghi nhận lại nha, mình nó bật kiểu nổi là màn điện mà dây dẫn điện được lắp đặt nổi trên các vật cách điện dọc theo trần nhà, cột, dầm. Cái trần nhà hay cột dầm xà gì đâu quên, thì nó dọc theo của đó mà rất là song song với nhau luôn nha em, song song với cột đó, cách bắt không bằng chứ không thể nào mà muốn lắp đặt xà cũng được, dọc theo mà song song đó. Cái đó là cái màn điện lắp đặt kiểu nổi. Như vậy các vật tư gì, cái linh kiện nào, có phụ kiện nào để hỗ trợ trong việc nó màn điện là kiểu nổi này lắp đặt hệ thống đường dây điện trong trong phòng trong nhà chúng ta, đó là những loại cái nào chúng ta lần lượt sẽ nói ra, mời mà các em nhé. Các vật cách điện thì mời chúng ta quan sát cái hai cái hình vẽ này, đây là hình vẽ thứ nhất và hình vẽ thứ hai. Thì câu hỏi đặt ra chúng ta là phương pháp lắp đặt là kiểu hình nổi nào, hình một hoặc là hình hai là thông dụng hiện nay. Em thấy hình một là kiểu hồi xưa nha, đường dây điện á, cái hai cái thể xa xưa á, người ta có cái đường ống dây chưa cái từng hành người ta trình thành cái loại cái pulley, cái phần mấy cái pulley sứ này để giữ hai dây điện đó, cái khoảng cách đây con này hai dây điện là phụ thuộc vào cái kích cỡ của pulley lớn hay nhỏ à. Thì đó người ta ngăn giãn hai dây pha về chung vài ra đó, ngăn cách ra đó, cách một đó là dùng của Murphy. Cái thứ hai mấy này bây giờ thì hiện nay đó, cũng dùng hiện nay đó, người ta là luồng dây điện, hệ thống điện mạch điện nằm ở trong cái ống, ống này có thể dạng là ống tròn
hoặc là hình ống hình hộp chữ nhật đó, cái nắp đậy lại để đó. Thì cái ống này đó, có các phụ kiện này kèm theo đó, thì đó là những loại vật liệu gì thì chúng ta ghi nhận lại đây. Để em thấy là trước đây anh ta dùng cái poly sứ đây, cái này là poly sứ này, em thấy là thì cái khoảng cách này lớn nhỏ tùy thuộc dây nhiều gì hết đó. Có người ta thấy là một cái rãnh này người ta thấy đường dây rồi, và người ta lấy dây người ta giữ chặt lại để người ta giữ những khoảng cách đó. Em thấy đó là hai khoảng cách này đây. Còn cái hiện nay là em thấy là người ta luồn là dây, dùng cái ống để luồn dây vào đó, hoặc là cái ống mà cái dạng hộp cái nắp đậy đó. Được không? Rồi ta ghi nhận lại lại các vật cái đèn như đó thì gồm có bu ly sứ, ống hộp, đường dây và các phụ kiện là phù hợp với nó. Cái phụ kiện là cái vật tư thiết bị để đi gắn liền với cái ống dây, cái hộp dây đó. Ta ghi nhận lại ha. Rồi, như vậy cái ống luồn dây này nãy thầy nói đó là có dạng gì, nó làm bằng vật liệu gì thì mày các em xem tiếp tục bên đây ha. Đây rõ ràng là đây là ống luồn dây thì có dạng, đó là cái dạng hình, đây là dạng hình hộp nè các em, nó người ta luồn dây trong cái nắp đậy che đây. Còn đây là cái này là con dạng vậy đây, cái nắp hộp, kích thước nó có những kích cỡ khác nhau à. Còn đây ống luồn dây này em thấy là ống nhựa, nhựa đây nhựa PVC, có nhiều loại nhựa khác nhau nhưng mà đây là nhựa PVC em thấy đây. Thì ngoài cái ống ra người ta cẩn thận người ta khai luôn thêm cái ống nhựa ở trong nữa. Cái ống này giống dạng ống lò xo, người ta em nghe cái từ bên ngoài người ta hay gọi là ống lò xo ruột gà đó các em đó, dạng là xoắn lò xo. Như vậy là cẩn thận không em, ngoài là cái ống nhựa rồi thêm cái ống nhựa trong xong lớp dây điện, lớp bảo vệ, lớp vỏ bên ngoài nữa thì là rõ ràng là đảm bảo mấy mấy lớp cách điện cho nên đảm bảo dây điện chúng ta rất là tốt. Mà thì cái dạng này á thường lắp bằng là kiểu ngầm á, người ta mới dùng hai ba lớp ở cách điện như thế này. Còn kiểu nổi bình thường á thì người ta cũng không cần cái luồng ống này đâu nha các em, nó dây điện luồng này thôi, bình thường thôi. Như vậy cái ống này tròn hay là ống hộp, hộp thì nó làm bằng gì đây? Nó làm bằng nhựa hết, nhựa PVC hay nhựa PE gì đó vân vân. Phổ biến cái dạng là hai dạng là hình hộp và hình tròn. Thì kích thước của ống có thể là ống như ống nước mình đó, lớn nhỏ như thế không. Rồi cái hình hộp này cũng có kích thước có là 2 phân rưỡi, có 1 phân rưỡi, rồi 4 phân rưỡi, 5 phân, rất là nhiều, là cm đó em, 2,5 cm đó, là nhiều kích thước khác nhau. Thì trên giáo khoa có để em tham khảo thêm đó. Đó cái phần cách đây thứ nhất, đó là cái ống này. Này cái sứ xưa là mình không nói, mình giới thiệu qua thôi về cái ống. Để đi kèm theo cái ống này là các phụ kiện phù hợp nào thì thầy mời chúng ta là xem tiếp tục đây ha. Em quan sát có hai cái mạch điện này kiểu nổi đây, một cái hình số 1 và hình số 2. Hình số 1 này người ta lắp đặt theo cái ống dạng nợ, ống thầy nói mới nói nãy là ống hình hộp đúng không đó, cái ống đường dây cái hình hộp ta bẻ vuông góc như vậy thôi, ta không có dùng các phụ kiện nào để nối hết. Nối này nó rẽ xuống nè, nối này nó thẳng, nó bẻ vuông góc nè, không dùng phụ kiện nào hết. Và để liên kết được với nhau và cách dính trên tờ này, người ta dùng cái thiết bị hỗ trợ thêm đó, cái phụ kiện thêm đó là cái đinh tắc kê. Em thấy biết tắc kê là gì không em? Em thấy người thợ điện người ta hay khoan tường á, người ta đóng cái tắc kê là cái bằng nhựa đó, nhỏ nhỏ đó, gắn vào đó sau đó người ta xí ốc vào đó để ta giữ chặt cái vật nào đó cần gắn lên tường, thì đó là cái tắc kê đó, loại này. Rồi loại thứ hai mình thấy là người ta dùng cái ống tròn
thì đi liền một cống còn đó là các phụ kiện, em thấy là cái rẻ đây là ấm gần trên chị T để góc tường nè, vuông góc xuống đó chị T, và đương nhiên là kèm theo mấy cái khoảng cách chiều dài đây là có cái là móc đinh móc để kẹp giữ đỡ lại đóng vào tường luôn, giữ giữ cái hệ thống mạch điện nằm trên sát tường đó. Rồi thì mời chúng ta tiếp tục qua cái phần thì hai cái điểm hai cái nhau nãy thầy nói rồi ha, đúng không? Cái này nó là không có hỗ trợ thêm gì để dùng cống ở phòng học luôn thôi, và cái hỗ trợ cho này cái này để gắn được trên tường đó là dùng tắc kê à, và đinh vít để siết chặt cho tường. Cổ này mày vừa cái đinh móc đỡ và các phụ kiện hỗ trợ thêm, đó là cái ống nối chữ T, chữ L, kẹp đỡ ống vân vân, thì đó đó là cái điểm khác nhau giữa hai là bằng điện cái này cái nội trên đây. Đó thì khác nhau đó, thấy là ống nối cái này bên này là không có dùng gì cả, bên này là cái dùng có ống nối chữ T góc vuông này và chữ L góc vuông này đó, chữ T chị nên là vân vân chị T, thì đó là kết hợp thì hai cái loại này là cũng là kiểu nổi hết, mà có loại là dùng có nhiều hỗ trợ cái phụ kiện hỗ trợ, còn bên đây là không có phụ kiện nào hỗ trợ, ta dùng cái tắc kê đóng dính dính cho tường thôi. Ok, và cái hai ta có dùng phương pháp là cắt vuông góc thế nào đó, thì khi đến thực hành thì thầy hướng dẫn là kỹ hơn chúng ta. Như vậy em thấy ra là nãy là thầy nói đó, mấy cái phụ kiện này á làm bằng gì và có công dụng gì, nêu tên cái phụ kiện đi kèm ống cái viên tròn nè, đối với ống tròn ha, nên hồi nãy thầy nói là nếu ống tròn thì có thêm cái phụ kiện đó, còn đối với ống hình hộp thì không cần đó, thì ống tròn này đó số 1, 2, 3, 4 là cái gì. À, một là kẹp đỡ ống lại, ta nãy là ống nối chỉ L nè, này ống muốn nối tiếp, ống tiếp làm sao em biết không? Ống kia kích thước một ống là ống nhựa này người ta làm khoảng 2 mét 3 mét gì đó, thì đương nhiên là muốn sử dụng dài hơn thì mình ở ống này nối ống kia, giống như ống nước như vậy, em thấy là cái cách làm rất giống như ống nước là cái ống nối đó. Như vậy ống nối kẹp đỡ ống hay là bằng gì? Rồi ta ghi dàn lại. Số quyền đi kèm theo ống đó, gồm có cái gì tròn nè, ống có chữ T, ống có chữ L, ống nối tiếp và kẹp đỡ ống. Đúng chưa? Đó này kẹp đỡ ống nè để giữ lại. Thì ngày nãy cái ống ống hộp á thì nó là dùng tắc kê, ở đây là ống tròn không thể nằm dùng tấm tắc kê được, cho nên là lấy cái kẹp móc đỡ bên ngoài giữ lại trên tường à. Để một số hình ảnh minh họa cho mọi người thấy. Rồi bây giờ thầy cho chúng ta xem coi một số cái loại phụ kiện đỡ với ống tròn và cách lắp đặt như thế nào, chúng ta lần lượt xem đây nha. Bốn bốn cái loại này đó, bốn loại này kẹp vào ống L nối tiếp chữ T đó, các phụ kiện này nó hoạt động như thế nào và có công dụng như thế nào, chúng ta lần lượt mời thầy mời chúng ta xem. Tôi biết lắm chữ T. Chị ta em thấy rõ ràng là cái hướng này đi ngang đây và hướng đi rẽ đây, đúng không? Rồi yêu cầu câu hỏi chúng ta đây, quan sát cái hình này cho biết ống nối chữ T dùng để làm gì, thế em dùng để làm gì nè, ta quan sát ta nhận xét nè. Đó nó dây nó đi luồn qua đây hoặc là rẽ xuống đây đó,
Ông dùng làm gì đây? Dùng để phân nhánh dây dẫn có hoặc không sử dụng nối rẽ. Thì cái này có thể mình nối rẽ đây thì mình dẫn nhanh đây, hoặc là không nối rẽ thì em đi ngang xuống đây. Đó, có đường dây điện cần đi đến đây, cái đường dây điện này là mình đó, rẽ xuống đây đi hướng này cũng được. Có nối cũng được là không nối, là mình cứ làm phần này cũng được. Còn nếu mà không có phần này thì đương nhiên là mình chỉ đi đến đây mình rẽ đây thôi, không thể nào mà đi xuống đây được. Mình phải có ống này, ống chữ T để nối cho nó đi theo hai hướng khác nhau, cái đi thẳng cái đi xuống đây làm một chữ T, đúng không? Công dụng của nó là như vậy, dùng để phân nhánh dây dẫn có hoặc không sử dụng mới nối rẽ. Tiếp tục ông nói trên là em quan sát coi câu hỏi đặt ra và cách lắp đặt như thế nào đây. Đó, hai ống đó, hai dây điện luồn ở đây là bẻ vuông góc này, dùng khi nối luồn dây vuông góc với nhau. Như vậy thầy nói nếu mà mình đây mình quẹo đây thôi thì mình dùng cái kênh là, còn nếu mình cần đi xuống dưới đây nữa và rẽ như này thì là mình là không nói chữ T. Cái này là không đi, không đi thẳng nha em, nó quẹo về trái, đi thẳng lên dưới đây lên lên quẹo trái thì mình không nói chữ L là được chưa. Cái công dụng đó là như vậy. Rồi tiếp tục mời các em mình xem tiếp. Ông nói tiếp, ông nói tiếp nãy thầy nói đó, giống một ống dài như vậy là có giới hạn của nó là dài 2 mét, 3 mét gì đó. Mình muốn dài hơn nữa thì mình phải nối cho nó dài ra. Rồi mời các em xem coi cái lắp đặt như thế nào. Rồi, thấy chưa? Là kia ta luôn qua thôi. Dùng để nối tiếp hai ống luồn dây với nhau. Đó, đi thẳng qua ngắn quá mình nối cho nó dài ra. Ông nối tiếp. Tiếp tục mời các em tiếp theo nữa là cái kẹp đỡ ống. Yêu cầu câu hỏi như thế nào và cách lắp bật như thế nào mời các em xem. Đó, dùng để cố định ống luồn dây trên tường. Em thấy là cái ống này nên đi thẳng đây đó, để đặt sát với tường như vậy là mình phải có cái móc này. Cái này cái dạng là nửa hình tròn nữa nha. Là bắt ốc hai bên giữ lại. Có đây cái khoen móc đinh móc, tại bảo mình có hai dạng là một này nửa hình tròn hoặc là cái này gần hết hình tròn thì mình đặt cống bên đây, mình đặt ấn cái ống tròn này là sát vào đây theo cái đường kính này phù hợp đây. Đương nhiên là cái khoảng cách này ha, cái đường kích thước này là phải bằng phù hợp với lại cái của ống luôn mình mới gắn được ha anh em. Cái lồng là cái ống này nó lớn hơn chút thì mình gắn vào, chứ mình là nhỏ hơn không thể làm gắn vào được. Đây, cái đây là dạng là cắt là bên học bên là nửa nửa tròn đó. Đó, đó là bốn cái phụ kiện đi kèm với lại cái ống dạng tròn như em. Còn ống này ống hộp vuông thì nằm cần. Rồi, mời chúng ta tiếp phần tiếp theo. Rồi, đây là thấy em là cái cách nối này nó không dẹp nè. Nó nối hai ống này vuông góc nhau. Đó, là vuông góc. Mình không có dùng cái kẹp đỡ ống chỉ T cái gì hết hay L nó mấy này ta kẻ là kết hợp vuông góc người ta làm thôi. Đó, một ống lớn ống nhỏ, ống lớn ống nhỏ thôi mình làm hai hai mình nối vô thì cái thân ở dưới cho nó dài mà hai cái nắp mình che lại thôi nha các em. Mình không có phụ kiện nào để kết nối lại giống như là ống chỉ T hay là trên L hay là vuông góc gì đó. Đó là cái dạng là ống bình hộp có nắp đậy hay các em. Chúng ta chuẩn bị cái bài ha. Đó, sáu hình vẽ này là tính cái hình vẽ thứ nhất. Đường dây dẫn phải song song với vật kiến trúc và cách mặt đất tối thiểu nãy thầy nói em á là dưới đất đây cách là phải 2,5 m trở lên ha. Cái hình thứ hai nó nghĩa gì? Tiết diện dây dẫn trong ống là không vượt quá 40% tiết diện ống. Nghĩa là sao các em? Giả sử cái ống này chưa chưa được là 10 giây thì không vượt quá 40%, tức là khoảng mấy giây các em? Tối đa là em gắn trong trong ống này được mấy giây? 40 10 giây đây là làm 100% thì là 40%, tức là 4 giây thôi. Đó mình lắp từ từ dưới 4 giây. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây thì tốt, chứ đừng lắp nhiều quá thì thầy nói rồi nó
dòng điện tác dụng mà nó có thể phát sinh nhiệt nóng quá thì nó không có sự là tản nhiệt trong 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 quá trình sử dụng đó, nóng thì nó gây là hiện tượng là không tốt cho mạch điện ta. Rồi cái thứ ba này này đó, bãi điện cách mặt đất là nhiều, có thể là từ mét 3,5 m thì tầm của người Việt Nam mình đó là không có phải cao quá cũng không được mà thấp quá cũng không được. À, cao quá mình với mở cần mở đèn ha, gạt cầu giao điện gì là phải với thì nó không không đúng rồi. Rồi cái thấp quá thì không cũng cũng không an toàn cho trẻ em thì nó gây là gây tai nạn điện giật chúng ta. Rồi số 4 này em thấy là khi mà khi dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống này, thấy thấy ta nói đó quẹo đây phải tăng thêm cái co chain là và có hai cái mấy đinh móc đỡ đó, đây như vậy là có tê và nhiệt thử đó, đây dây dẫn thầy nói rồi là không được để dây là cái nhiều cấp điện áp khác nhau vào trong một một đó thì bây giờ là nguy hiểm ha. Và cuối cùng đây là đi qua xuyên qua tường thì phải luồn qua ống sứ hoặc là ống nhựa hai đầu cũng nhô ra ngoài khỏi tường là khoảng 10 mm nha, không chạy sát tường đó. Đó là một số yêu cầu kỹ thuật của màn đèn lắp đặt kiểu nội. Thì trong này trong sách giáo khoa có em về cái em xem thêm đó hoặc là mình xem lại cái bài học này ha, xem lại mà xem lại từ đó thì mình vẫn còn để ta ghi bài lại. Thì thầy trò chúng ta là nãy giờ mới có đi qua cái phần thứ nhất đó là màn điện lắp đặt kiểu nổi thôi. Bây giờ thầy mời chúng ta qua tiếp cái phần thứ hai đó là màn điện lắp đặt kiểu ngầm như thế nào đây. Em thấy đó rằng đây là cái bức tường của ngôi nhà ha, tao vẽ sơ sơ qua cái ngôi nhà thì cái nhà này là mình chỉ tính cái phần dưới đây thôi nha em, là coi như là tầng trệt đó, tầng tầng một của mình rồi, rồi có miếng nắp này trên đây là coi như là nắp là tầng bê tông á, để chuẩn bị là cất nhà lên tầng 2. Thì trước khi làm qua tầng 2 này thì á dây điện đã được là lắp đặt ở trong cái rãnh của tường á, ta được ta xẻ tường ra đặt âm vào đó, thiết kế sẵn luôn. Rồi khi mà làm xong hết cái phần dưới đây rồi thiết kế này, cái tâm này ta đổ bê tông này, tấm này nằm sát trên đây trên diện tích bên đây thì người ta đã tính toán luôn là cái máy này là vị trí đất mặt dây điện đó, hay là đèn quạt hay cái gì đó các em, tính toán chặn người 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 ta điện sẽ tính toán thiết kế theo yêu cầu của người chủ nhà đó, đèn trang trí hay đèn thường hay quạt trần hay là nhiều loại thì theo theo cái nhu cầu đó, theo nhau của người chủ nhà và theo nhu cầu và kinh tế khả năng của mình nữa. Có điều kiện thì mình lắp đặt nhiều thiết bị đó, mình không có điều kiện thì mình lắp ít thiết bị. Được chưa? Như vậy vấn đề đặt ra cho chúng ta thế này đây, quan sát hình vẽ mà cho biết em thấy ra là nó biết cái gì đây, dây điện nó đặt trong rảnh cái đó, nó đặt dây điện này, đây là cái đường rảnh trên thị trong tường cái kết cấu của nhà ấy, của cột hay là của tường gì đó nó bật sẵn trên đây và tiến hành đồng thời với tiến độ xây dựng luôn, tức là xây tới đâu xây đến đâu là mình đi là người thợ điện đó là đồng thời theo luôn tới đó lắp bật đường dây luôn. Thứ hai là dây điện lắp đặt kiểu ngầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là gì, thẩm mỹ nè, tránh được sự tác động xấu của môi trường an toàn điện nè,
Em thấy là do dây điện này, hãy thầy cho em xem rồi đó, dây điện ngoài cống tròn ra có thêm cống sẵn sẵn giống như lò xo luộc gà nữa là 500 nữa, cho nó đặt trong cái rãnh tường nữa, tự nhiên là em thấy là rất là an toàn đúng không, đảm bảo là tránh đi sự tác động xấu của môi trường, không bị lo gì hết, ẩm ướt hay mưa gió gì nữa cũng không có, hai ba lớp cách điện này là hai lớp bảo vệ như vậy là rất là tốt lắm. Đó, hai khi kiểu ngầm như vậy là em lưu ý này là đặt trong cái rãnh ha, là trong rãnh khi đi xây nhà, và là người thợ á, tiến hành đồng thời là xây đến đâu là người thợ điện đi theo đó luôn. Còn hồi nãy mình nói kiểu kiểu ngầm á, kiểu nổi là mình người thợ là làm khi nào của em? Đúng rồi, khi xây xong người ta mới tiến hành ta làm luôn đó. Xây nhà xong hết thì người ta mới tiến hành làm. Thì đó thầy nói sơ qua về cái phần là lỡ bạc kiểu ngầm đó. Thì mỗi loại kiểu đàn kiểu ngầm hay kiểu nổi đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó đó. Theo em kiểu nào ưu điểm, kiểu nào nhược điểm? Chúng ta đã nghe rồi đó. Chuẩn bị để chúng ta làm cái phần tiếp theo đây, phần luyện tập. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta đây, em thấy rõ ràng ha, em thấy dây điện này là không được đặt trong ống nè, mà người ta thấy người tận dụng cái người thợ người ta làm mẫu không, người ta tận dụng một cái lỗ của ổ gạch mà không có lót ống nhựa hay là ống sứ gì cả, đó là cái này là cái độ an toàn là không cao rồi, các em thấy không, không có gì bảo vệ nữa. Cái hình thứ hai này thì sao nào? Ổ điện, hồi nãy yêu cầu ông ta ổ điện là đặt cách mặt đất là khoảng bao nhiêu các em? Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nó là bao nhiêu? 1,3 m đến 1,5 m nha các em. Nhưng mà em thấy đó là ổ điện này là sát mặt đất như vậy là không đảm bảo an toàn. Không an toàn cho ai? Cho người. Mà cụ thể là những đứa bé đó em, nó hay luôn vui đùa, nó cầm cái que hay gì nó chọt cái ổ điện này là tiêu rồi. Là tai nạn điện xảy ra là đó là không lường trước được vấn đề gì hả, đang nghe rõ như vậy đó, thế mình là không có đồ an toàn được, không cao như vậy. Vậy mình là thấy là người ta phải luồn qua ống dây bằng nhựa không bằng sứ, mình thấy là người ta luồn, người ta tận dụng cái lỗ gạch, cái lỗ cái em thấy cùng gạch xây dựng nhà mình đó, người ta có thể làm hai cái lỗ đó mà người ta tận dụng, người ta thường xỏ qua cái lỗ đó người ta làm thôi. Như vậy là về mặt sử dụng thì được, nhưng mà an toàn là không đảm bảo rồi, đúng không? Hồi nãy mình đặt là 6 cái yêu cầu đó là không đảm bảo rồi. Phần tiếp theo đó là phần vận dụng. Theo em á, mình bật kiểu nổi và kiểu ngầm có những ưu điểm và nhược điểm gì? Nãy thầy đã gợi ý rồi. Chúng ta là chuẩn bị coi ưu điểm gì, nhược điểm gì đối với kiểu ngầm, kiểu nổi. Rồi tiếp theo ta qua phần kiểu nổi coi cái ưu điểm gì khác. Đó, ưu điểm của nó là tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn. Thì bắt trong nhà thì đâu có tác động môi trường nhiều, đúng không? Thứ hai là dễ lắp đặt sửa chữa, đúng rồi. Tại lộ thiên bên ngoài mình dễ lắp đặt sửa chữa. Thứ hai là không phụ thuộc vào quá trình xây dựng. Chỉ là người ta xây cứ việc xây đi, không ảnh hưởng gì cả đến mình hết. Mình làm xong rồi họ làm. Giá thành thì thấp hơn. Ông mua nổi ngoài mình dễ sửa chữa ha, mình tận dụng được cái vật tư thiết bị để mình tiến hành. Có nhược điểm đó là gì đây? Đương nhiên là em thấy là dây nó chằng chịt nhiều quá thì cái tấm thẩm mỹ ngôi nhà, tiểu thẩm mỹ là không, cái thẩm mỹ nó không cao, không được cao lắm, nên là chằng chịt nhiều quá. Cái thứ hai là độ an toàn chưa cao là như vậy, nãy giờ nói rồi đó. Nếu mà bắt là không đúng cái khoảng cách cái cự ly đó thì nên là cái độ an toàn không cao. Rồi đối với kiểu ngầm thì có ưu điểm gì và nhược điểm gì nè, mời chúng ta quan sát đây.
Rồi, ưu điểm. Thì thường cái ưu điểm này là nhược điểm bên kia. Ưu điểm này là tính thẩm mỹ là sao? Đây là nhược điểm, tính thẩm mỹ cao thì này tính mỹ cao và độ an toàn cao hơn. Đó. Thứ hai là tránh để ta sống môi trường nên dây dẫn, thì cái này bên đây cũng điểm giống nhau đó. Còn nhược điểm này là gì đây? Thì đây ở đây ưu điểm là dễ lắm bật sửa chữa, thế này là khó bật sửa chữa đúng không? Phải khoan cắt tường ra rồi tiến hành, khi thợ ta đổ bê tông á phải đặt trước, tính toán đặt vị trí như thế nào đó, mà đặt ống đặt dây gì đó, tiến hành đồng thời theo mới này là người thợ xây dựng luôn đó. Giá thành đương nhiên làm như vậy là giá thành kéo dài, giá thành rất là cao và thời gian thi công kéo dài đó. Đó là cái ưu điểm và nhược điểm của hai loại lắp bạc kiểu nổi và kiểu ngầm. Ta nắm rõ chưa? Yeah. Tiếp theo là phần hướng dẫn về nhà. Thì về nhà chúng ta học bài xem trước bài thứ 12 trên khoa. Sưu tầm tranh ảnh về kiểm tra an toàn mặt điện trong nhà là bài 12 của mình đó, sưu tầm đó. Và quan trọng là làm bài tập điểm danh sau buổi học này. Ở đây thầy cũng nói thêm ta biết nha, tuần trước thầy đã nhắc nhở lưu ý chúng ta rồi là tình trạng giáo viên chỉ yêu cầu các em chụp cái bài học của mình thôi chứ không phải chụp cái màn hình của máy tính hay điện thoại. Và đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là không phải chụp cái hình gì đó không liên quan đến môn học công nghệ của mình. Thầy đã nhắc nhở tuần trước rồi, nhưng mà thực tế là nhiều em không biết có nghe hay không. Khi học bài mình mở máy để yên đó chứ mình không nghe, mình tập trung gì hơn là không chú ý hay là gì cả, vẫn chụp hình là không đúng cái nội dung của bài học. Lần thứ nhất rồi ha, là hôm bữa tuần trước. Lần thứ hai này thầy nhắc lại cũng là tiếp tục nhắc lại, vẫn thầy có tên hết từng người đó nhưng mà thầy chưa muốn là phải xử cái hành vi thiếu ý thức của các em. Thầy nhắc nhở tiếp tục lần thứ hai nhá, các em lưu ý lần này chúng ta bỏ đi cái thói xấu đó đi nha, là không đúng nha. Thầy yêu cầu là thầy có yêu cầu em chụp cái bài học của mình thôi, là chụp ở đâu, chụp trong cuốn tập vở của mình á, chứ không phải chụp cái màn hình điện thoại hay là chụp cái hình ảnh cái môn học nào đó rồi và gửi lên cho thầy. Như vậy là không đúng và em làm như vậy là sai hoàn toàn. Mà ngày hôm nay lần nữa lần thứ hai nhắc nhở rồi, nếu ta xảy ra tiếp tục nữa là trừ điểm chúng ta, cái lần đó coi như là không điểm. Mặc dù em làm bài em làm bài tốt 10 điểm thầy vẫn cho là không điểm nha, em lưu ý nha. Đó, một vài lời nhắn nhủ các em đó là anh ta là thầy đúng theo yêu cầu chụp hình ảnh bài học ghi trong tập gửi về. Có thể là mình chưa ghi bài kịp thì các em xong đó mình ráng ghi bài cho xong rồi xong mình gửi lại thôi, chứ không phải bắt buộc là gửi em gửi liền đâu. Chúng ta còn thời gian để làm việc đó mà các em nhá. Nhớ chụp hình là cái bài học sách tập công nghệ của mình chứ không phải chụp hình cái máy tính, chụp hình cái điện thoại cái màn hình đó mình gửi lại thầy. Em lưu ý nha, nhiều em làm sai chưa đúng cái yêu cầu của giáo viên đó, cho nên cố gắng ha. Rồi. Rồi, đến đây là phần kết thúc phần các em. Thì trân trọng cảm ơn các em và quý thầy cô có thể là cùng tham dự lắng nghe. Thì mong chúng ta giữ gìn sức khỏe cho tốt ha. Rồi, chào các em. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau nhé các em.